chào các vị đồng tu, chào mọi người. mời mở kinh thập thiện nghiệp đạo ra, trang thứ năm, kinh văn hàng thứ ba, Long Dương Đường Tri, Bồ Tát Hữu Nhất Pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ, Hà Đẳng Vi Nhất Dị ư Trú già thường niệm Tư duy quán sát thiện pháp Lệnh chư thiện pháp Niệm niệm tăng trưởng Bất dung hào phân Bất thiện gián tạp Thị tức năng lệnh Chư ác vĩnh đoạn Thiện pháp viên mãn Đoạn khai thị này là trung tâm của bộ kinh này. Không chỉ là phần quan trọng nhất của bộ kinh này. Cũng có thể nói đó là trung tâm mà Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Thích Ca Ni Phật như vậy. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật như lai. Không có gì khác. Cái gọi là Phật Phật Đạo Đồng. Từ đó cho thấy tính quan trọng của đoạn kinh văn này. Chúng ta tu hành, tu cái gì vậy? Đoạn kinh văn đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Pháp môn chúng ta tu là Tịnh độ. Tại sao phải học kinh Thập Thiện Nghiệp đạo vậy? Thậm chí còn có người hỏi, tại sao pháp sư còn phải giảng kinh Hoa Nghiêm? một số người sơ học không hiểu rõ cái đạo lý này tịnh độ học từ đâu vậy trong kinh quán vô lượng thọ phật di đề hy phu nhân đã gặp đại nạn biến cố của gia đình biến cố của quốc gia đau khổ tột cùng cầu thế tôn chỉ giáo có hoàn cảnh sống nào tốt hơn hay không và muốn cầu sanh gì đó thế tôn vô cùng từ bi đem cõi nước của chư phật mười phương biến hiện ngay trước mặt bà để tự bà nhìn thấy tự mình lựa chọn bạn liền chọn thế giới cực lạc của a di đà phật vậy là chọn đúng rồi thế tôn vô cùng tán thán đối với sự lựa chọn của bà Bà muốn cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy bà như thế nào vậy? Điều này chúng ta không thể không lưu ý. Trước khi Phật chưa dạy bà phương pháp giảng sanh, trước tiên dạy bà tịnh nghiệp tam phước. Điều thứ nhất Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất xác Tu thập thiện nghiệp Điều thứ hai Thọ trì tam quy Cụ túc chúng giới Bất phạm oai nghi Điều thứ ba Phát bồ đề tâm Thâm tính nhân quả Đọc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả phật lại nói cho bà biết ba điều này là tam thế chư phật tịnh nghiệp chánh nhân pháp môn mà ba đời chư phật đã tu không giống nhau ý nghĩa này là nói vô lượng vô biên pháp môn đây là căn cơ vô lượng vô biên pháp môn chính là tu ba điều này Ba điều này là Tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc Mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Giáo hóa chúng sanh Mà tổng cương lĩnh tổng nguyên tắc Trên thực tế chính là hai câu phía trước Hiếu dưỡng phù mẫu Phùng sự sư trưởng Là hai câu này Sự tu học Phật Pháp Bắt đầu từ chỗ này cũng viên mãn ngay đây đây là căn bản những cái phía dưới đều là phương tiện làm thế nào viên mãn hai câu này đó chính là chính câu phía sau từ từ tâm bất xác rồi vì sao là phương tiện ở trong phương tiện điều quan trọng nhất là từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp kinh thập thiện nghiệp đạo chính là giảng giải hai câu này bạn nói kinh thập thiện nghiệp đạo chúng ta có cần học hay không không hiểu được thập thiện nghiệp đạo thì hiểu thân tôn sư chỉ là hai câu khẩu hiệu rỗng không Không thể thực hiện Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Thực hiện ở từ tâm bất xác Tu thập thiện nghiệp Là thực hiện ở chỗ này Đây là tịnh nghiệp chánh nhân Đặc biệt là muốn cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Thế giới cực lạc là tịnh độ. Tịnh độ làm sao có thể giảng sanh vậy? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm thanh tịnh rồi, thì ngữ nghiệp thanh tịnh. Thân nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp đều thanh tịnh. Nếu như bạn tỉ mỉ, bằng đọc Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu, nhắc nhở bạn cương lĩnh tu hành cũng là tịnh nghiệp tam phước vậy chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp ở trong khéo giữ khẩu nghiệp điều quan trọng nhất là không nói loại người với cái mà trong đàn kinh Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói là hoàn toàn tương ưng. Huệ Năng Đại Sư nói, Người chân thật tu hành, không thấy lỗi thế gian. Chính là trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Hằng ngày nói thị phi, Hằng ngày phê bình người khác, Hằng ngày ý kiến thật nhiều thì người này không phải người tu hành người này không phải là đệ tử phật chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này phật dạy chúng ta khéo giữ ba nghiệp vậy chúng ta phải làm đến thuần thiện bắt đầu từ đâu vậy Hôm nay đoạn kinh gian này là từ đây Kinh văn vừa mở đầu Phật bảo Long Dương đương tri Sa Kiệt La Long Dương Là người đương cơ của bản kinh Sa Kiệt La Long Dương Là đại biểu cho chúng ta Sa kiệt la là, là tiếng phạn Nghĩa là Biển mặn Nước biển là có gì mặn Biểu thị ý gì vậy? Biểu thị tâm chúng ta không thanh tịnh Nước biển là mặn, là khổ Chúng ta biết được Nước biển là Trên lục địa Tất cả mọi dòng sông Thảy đều chạy về biển Mỗi loại nước của dòng sông khác nhau Là đại biểu cho Nghiệp khác nhau Của tất cả chúng sanh Đều tập trung về biển lớn Cái biển lớn này Chính là đại biểu cho biển nghiệp Trong Kinh Địa Tạng Chúng ta thường hay đọc Lòng đại biểu cho ý gì vậy? Lòng đại biểu cho biến hóa. Chúng ta từ sáng đến tối nghĩ ngợi lung tung. Niệm niệm không dừng, thiên biến dạng hóa, biểu thị cái ý này. Ở trong Kinh Phật, điều khó khăn nhất chính là cái pháp biểu trưng của đó. Bạn hiểu được pháp biểu trưng của nó Thì kinh Phật không còn khó nữa Bạn sẽ lý giải rất dễ dàng Mới thật sự biết Ý nghĩa mà Phật thuyết pháp Trong kệ khai kinh nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Cho nên đây là bảo chúng ta Bảo chúng sanh trong sáu cõi Đương tri Bồ Tát Hữu Nhất Pháp bồ tát có nghĩa là gì vậy là người giác ngộ chúng sanh giác ngộ thì gọi là bồ tát đại sư huyền trang phiên dịch bồ tát là giác hữu tình chúng ta là chúng sanh hữu tình hữu tình tức là nói phàm phu lục đạo chúng sanh hữu tình trong mười pháp giới chúng sanh hữu tình khi nào giác ngộ rồi người này được gọi là bồ tát cho nên ý nghĩa của bồ tát là chúng sanh hữu tình giác ngộ chúng ta phàm phu thông thường là chúng sanh hữu tình mê hoặc người này bắt đầu giác ngộ rồi sao gọi là giác ngộ vậy muốn lìa khổ được vui người này giác ngộ rồi người thế gian chúng ta có người nào không muốn lìa khổ được vui đâu người người đều muốn lìa khổ được vui nhưng mà họ nghĩ sai rồi đem khổ cho là vui đem vui cho là khổ họ bị điên đảo rồi đây là ngu si đây là mê hoặc Người thế gian cho rằng Danh vọng lợi dưỡng Năm dục sáu trần là vui Họ không biết đây là nguồn gốc của khổ Hoàn toàn không phải vui Hưởng thụ những thứ này Kết quả là khổ báo ở ba đường Trong Kinh Phật thường thường dùng Liếm mật trên lưỡi dao Để làm thí dụ người này chưa giác ngộ người thật sự giác ngộ rồi thì nhất định đi theo phật bồ tát người này giác ngộ rồi trải qua đời sống của phật bồ tát phật bồ tát sống đời sống ra sao vậy cái thứ nhất tự tư tự lợi buông xả rồi khởi tâm đồng niệm vì chúng sanh. Vì xã hội. Vì chánh pháp trụ lâu. Người này giác ngộ rồi. Đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ. Người này gọi là Bồ Tát. Phật ở chỗ này nói cho chúng ta biết bồ tát có một biện pháp có một phương pháp năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ chư ác đạo không chỉ là chỉ ba cõi sáu đường mà bao gồm cả mười pháp giới ở trong đó cái khổ ở ba đường ở trong kinh phật nói rất nhiều mặc dù các vị đọc kinh không nhiều kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện tôi tin rằng mọi người đều đọc rồi ở trong kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện cái khổ trong ba đường cũng đã nói không ít thường xuyên đọc thường xuyên cảnh giác chính mình nếu chúng ta không thực sự làm nghiêm túc, nếu không cầu giác ngộ, trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện nói về những quả báo đó, tức là chúng ta tương lai nhất định phải thọ nhận. Chúng ta có sợ không? Chắc chắn là không thể tránh khỏi. Vì chúng ta ngày nay khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm đều không tương ứng với nó. Cái khổ ở nhân gian là chúng ta hiện nay đích thân cảm nhận được. Trên trời tuy vui, nhưng có hoại khổ, có hành khổ. pháp giới bốn thánh có cái khổ của không thể phá vô minh chứng pháp thân mười pháp giới thảy đều khổ bồ tát có phương pháp gì có thể đoạn cái khổ nạn của mười pháp giới vậy Chỉ cần có khổ Chính là ác đạo Chúng ta gọi Pháp giới bốn thánh Nhưng là ác đạo Pháp giới bốn thánh so giới Nhất chân Pháp giới Nó chính là ác đạo Nó so với sáu cõi Nó là cõi thiện So với nhất chân Pháp giới Nó là cõi ác Bộ kinh này là kinh đại thừa Không phải kinh tiểu thừa Hà đẳng duy nhất Bồ Tát rốt cuộc dùng phương pháp gì vậy? Phật ở chỗ này chỉ ra cho chúng ta thấy Bảo là ngày đêm thường niệm Tư duy quan sát thiện pháp Cái thiện pháp này là thông suốt đến tận phía trên Chúng ta muốn không sợ phiền phức Đó chính là Ngày đêm thường niệm thiện pháp Tư duy thiện pháp Quán sát thiện pháp Chúng ta đọc như vậy Mọi người sẽ dễ dàng hiểu Thiện pháp là gì vậy? Phần sau chỉ ra cho chúng ta thấy Pháp ấy tức chính là thập thiện nghiệp đạo ở trang này đếm ngược đến hàng thứ ba bắt đầu xem hai chữ cuối cùng pháp ấy tức là thập thiện nghiệp đạo đây là nền tảng tu hành căn bản tu hành của chúng ta ngay cả cái này cũng không có thì không thể bàn đến niệm phật nữa là khỏi phải bằng đến tu hành nữa. Trú già là không gián đoạn. Ngày nay gọi là 24 giờ không gián đoạn. Thương niệm là ở trong tâm thật có. Tâm thiện Tư duy là ý nghĩ Khởi tâm động niệm Ý nghĩ thiện Quán sát là hành vi Lời nói việc làm Thân ngự ý Không có bất thiện Như vậy mới được ở trong tâm vẫn còn tự tư tự lợi là tâm bất thiện đây là căn bản bất thiện tại sao bạn lại tạo tội nghiệp vậy tại sao bạn lại tạo mười ác vậy đều là gì tự tư tự lợi chỉ có mình không có người khác. Cái sai này là cái sai lầm căn bản. Bồ Tát giác ngộ rồi. Từ đó cho thấy, phàm phu chúng ta mê, mê chính là mỗi niệm tự tư tự lợi, đây là mê. Ở trong Kinh Kim Cang Phật đã nói mấy câu Có thể đem ra đối chiếu với điều này Trong Kinh Kim Cang nói Nhược Bồ Tát Hữu Ngã Tướng Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Tức phi Bồ Tát Đó không phải là Bồ Tát Nửa phần sau nói rất hay Nhược Bồ Tát hữu, ngã kiến Nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức phi Bồ Tát. Kiến là gì vậy? Kiến là khởi tâm đồng niệm, kiến giải. Chúng ta ngày nay nói, bạn còn có cách nghĩ này, cách nhìn này. Thì bạn không phải là Bồ Tát, là bạn mê. Là bạn không ngộ rồi người thật sự giác ngộ là vô ngã người này là giác ngộ rồi vô ngã tức là chúng ta ngày nay nói tương đối dễ hiểu là không có tự tư tự lời người này là giác ngộ còn có tự tư tự lời người này là mê hoặc chưa có giác ngộ Phạm phu có khi nghe kinh nghe pháp phát sinh một niềm sáng suốt khoảnh khắc này là chắc ngộ rồi thế nhưng cái ý nghĩ thứ hai lại mê rồi cái giác ngộ này không thể duy trì không thể kéo dài Chúng ta ở giảng đường nghe kinh Giống như là hiểu rõ rồi Sau khi ra khỏi đây liền mê hoặc rồi Không ngăn nổi sự cám dỗ Của danh vọng lời dưỡng Tài sắc danh thực thùy ở bên ngoài Lập tức liền thối chuyện ngay Cho nên ngày đêm không được gián đoạn Bạn mới là Bồ Tát Thỉnh thoảng phóng quang Giống như ti chớp vậy không khởi tác dụng. Tuy không khởi tác dụng, nhưng cũng rất đáng quý. Tại sao vậy? Từ vô thủy kiếp đến nay, giống gì chưa từng phóng quang. Tuy phóng quang rất ngắn ngủi, một sát na cũng rất đáng quý. Cho nên chúng ta nhất định phải học tâm thiện, phải học ý nghĩ thiện, phải học hành vi thiện. Bắt đầu từ đâu vậy? Phải bắt đầu học từ thập thiền nghiệp đạo. Quyết định không được có ý nghĩ làm tổn hại chúng sanh. Đây là sát sanh. Không những không được sát, khiến chúng sanh phiền não cũng ngang bằng với sát sanh. Mạng sống của con người có xác thân vật chất, có pháp thân huệ mạng tinh thần. Cho nên, chư Phật Bồ Tát trong kinh thường nói, chư Phật Bồ Tát là khiến tất cả chúng sanh thường sinh tâm hoan hỷ đó là chư Phật Bồ Tát. Tuyệt đối không nên khiến tất cả chúng sanh sanh phiền não. Người khiến tất cả chúng sanh sanh phiền não, người này là ma, không phải là Phật. Phật không làm cái việc này. có lẽ đây là phật bồ tát đến thử thách bạn đến giày dò bạn đến khảo nghiệm bạn có chuyện này không vậy có ma cũng biết làm cái việc này ma là giày dò bạn thật sự không phải thử thách bạn phật bồ tát thử thách bạn bạn trải qua cái thử thách này bạn chắc chắn thành tựu giống như đánh hét ở trong tông môn thiền tông đây là phương pháp dạy học của thiền tông người ta thật sự có năng lực thật sự có trí tuệ một gậy đánh xuống người này khai ngộ ngay đó thật sự là phương tiện đánh chết cũng không khai ngộ đó là ma đó chắc chắn không phải là phật phật biết một thiền bản đánh xuống họ liền khai ngộ ngay minh tâm kiến tánh ngay khi một tiếng hét lên họ liền khai ngộ rồi họ hiểu rõ rồi nếu như nói đánh họ cũng không khai ngộ la hét cũng không khai ngộ thì tuyệt đối không dừng phương pháp này mà học cách thức này của bồ tát hại tất cả chúng sanh còn tự cho mình tốt Tôi thành tựu cho anh. Cho nên chúng ta phải có năng lực biện biệt giữa Phật với ma, không để bị lừa. Đây là đưa ra cái cương lĩnh này. Ngày đêm đều phải tư duy thiện pháp. Phải tâm thiện, hành thiện tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ dặn đến đây a di đà phật